chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của MMO Official. Và hôm nay thì mình xin được giới thiệu cho các bạn một con app đọc báo kiếm tiền nhá. Đó là newstodayvn.top này. Và để kiếm được tiền từ con app này thì đầu tiên mình cần phải tạo cho mình một cái tài khoản ở đây đã nhá. Mã mời và link đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả của video này. Các bạn có thể thấy được là mời bạn bè trực tiếp, bạn sẽ được nhận là 12.000 đồng nhá. Rồi, đây là phần đăng ký tài khoản tại con app này. Đầu tiên đã nhập cho mình là số điện thoại của các bạn này. Tiếp theo là nhập mã xác minh giống như trong hình ảnh nhé. Điền mật khẩu này, điền lại mật khẩu các bạn này. Và nhập mật khẩu rút tiền nhé. Là để khi mà các bạn rút tiền ấy, nó sẽ hỏi các bạn là cái mật khẩu rút tiền của bạn là gì. Và bạn chỉ cần nhập cái mật khẩu rút tiền ra là sẽ được rút tiền nhé. Và cuối cùng là mã mời này. Rồi, ấn cho mình là phần thực hiện đây này. Ok, đây chính là giao diện chính của con app này. Hãy nhấn cho mình là phần bắt đầu đọc ở đây nhé. Thì ở cái phần này bạn không cần phải làm gì cả mà máy nó sẽ auto tự làm luôn cho các bạn. Mỗi một bài báo bạn sẽ đọc tầm khoảng 5 đến 10 giây. Đó, và nó đang cộng doanh thu cho mình và chuyển sang cái bài báo khác nhé. Bạn có thể để yên máy như thế này, auto cho nó làm nhiệm vụ. Mỗi ngày thì bạn có thể làm cho mình là từ 3 nhiệm vụ nhé. Thấy chưa, doanh thu đầy rồi, mọi người bạn có thể làm cho mình 3 nhiệm vụ này. Bạn sẽ ấn cho mình là phần một ít mỗi ở bên tay phải nhé. Đó, để mình nhận thưởng nhiệm vụ hàng ngày ấy mà. Thì khi mà bạn làm chay nhiệm vụ ấy, nó sẽ nhận được rất là ít tiền. Bạn có thể thấy được là hôm nay mình là nhiệm vụ mình nhận được có 1.300, nhưng mà hôm qua mình làm nhiệm vụ mình nhận được tới 3.000 cơ. Cho nên là nó nhận được rất là ít mà thôi. Một ngày bạn có thể làm được là 3 nhiệm vụ này. Nhưng mà cái phần chính, cái phần mà giúp bạn kiếm được tiền thứ nhất đó chính là phần mời bạn bè nhé. Mỗi một lượt mời thành công bạn sẽ nhận ngay là 12.000 này. Thì để mà các bạn kiếm được tiền ấy, đầu tiên các bạn cần phải tạo cho mình một tài khoản tại cái con app này nhé. Và mình là người giới thiệu cho các bạn, cho nên là bạn có thể đăng ký link để ủng hộ mình sẽ để link dưới phần mô tả của video nhé. Rồi, tiếp theo hãy chọn cho mình là phần trung tâm cá nhân nhé. Thiết lập cá nhân này, quản lý thẻ ngân hàng này. Ở đây thì mình đã add cái thẻ ngân hàng của mình vào đây rồi. Khi mà bạn là người mới thì ở đây nó sẽ có cái phần là nhập thẻ ngân hàng của bạn ấy. Thì bạn chọn vào đây và nhập thẻ của bạn vào đây là được nhé. Rồi, tiếp theo là phần rút tiền số dư này. Min rút của con app này là 100.000 này. Và cái phí xử lý là 5% nhé. Nghĩa là nó sẽ trừ của bạn 5.000. Và khi bạn rút tiền ấy, thì nó chỉ về tài khoản bạn là 95.000 mà thôi. Phương thức rút tiền là chính là cái thẻ ngân hàng và cái số tài khoản mà bạn đã nhập lúc nãy nhé. Số tiền rút ở đây bạn ghi cho mình là 100.000 này. Mật khẩu rút tiền ấy là sẽ là cái mật khẩu mà khi bạn tạo tài khoản ở đầu video thì có hướng dẫn, khi bạn tạo tài khoản bạn sẽ có một cái là mật khẩu rút tiền, và bạn hãy lưu cái mật khẩu rút tiền của bạn lại nhé, để khi bạn rút tiền ấy bạn nhập cái mật khẩu này vào đây là được này. Sau đó chọn cho mình là phần xác nhận nhé. Và tiền nó về tài khoản của bạn ấy chỉ là 95.000 mà thôi, thì nó sẽ trừ 5.000 là tiền phí nhé. Ok, thì con app này một người bạn có thể làm cho mình là 3 nhiệm vụ này. Mời bạn bè thành công bạn sẽ nhận ngay là 12.000 về tài khoản của bạn. Min rút là 100.000 nhé. Đó, mình đã tóm tắt lại toàn bộ những cái mà mình biết về con app New Store Day này. Tiếp theo thì mình cũng có một kênh TikTok làm về kiếm tiền online, Affiliate Marketing. Mình sẽ làm những cái video dạng ngắn đăng lên trên YouTube và TikTok để các bạn có thể cập nhật thêm về những kèo kiếm tiền online và mới nhất nhé. Bạn hãy follow kênh TikTok cũng như là đăng ký kênh YouTube của mình để không bỏ qua về những video mới nhất đến từ MMO Official. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. That is how I like it.